Đỗ Văn Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều ngày 13 tháng 12 năm 2019 và vừa nãy thì có bác Khanh Nguyễn có gọi điện cho tôi muốn xem cái bức tranh gỗ mun. Thì thưa bác, đây là bức tranh bách điểu của gỗ mun. Bức này là nó dài 24 và cao 95, tức là tính cái phủ bì ở khung ấy. Và cái ván bên trong này nó dày là 4 phân rưỡi. Không nhớ 4 phân rưỡi, 5 phân, nhưng mà bây giờ nó đục chạm rất kênh bong, được chạm bằng tay 100% luôn. Và cái này là làm từ rất lâu rồi, cho nên bây giờ là cái lớp bụi nó bám vào đây, chỗ này nó bụi nó bám dày rồi. Đấy, tôi lau một cái nhé, lau một cái là nó ra cái màu gỗ đen, màu gỗ mun nó sẫm. Và đây vẫn hoàn toàn để trần mộc đấy ạ, nguyên cái màu vân gỗ đây, gỗ mun 100% luôn, từ ván đến khung đến tất cả luôn. Và cái nhân vật chính là cái đôi chim công ở giữa đây. Còn ngoài ra là các cái tranh ở các cái cây như là hoa phù dung này, hoa mai này, hoa sen vân vân. Và đủ đúng 100 con chim, mỗi con một tư thế khác nhau. Và cái này đục kênh bong này, ví dụ như thì có thể nhét cái ngón tay vào trong bức tranh đấy. Vì nó dày đến 4 phân rưỡi thì để lại ván 1 phân, còn lại đục không biết 4 phân rưỡi, 5 phân, lâu ngày tôi không nhớ chính xác nữa. Tóm lại rất dày luôn. Và cái bức này thì trước đây là bán giá 90 triệu, nhưng mà lúc này tôi để lâu rồi tính 80 triệu. 80 triệu là tại đây. Vậy báo cáo đến quý vị xa gần là như vậy. Được chạm thì hết sức tinh xảo luôn. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 của khu A đồ gỗ Đức Hiền. Chúng tôi ở đây có 3 khu ABC 2500 m², còn chỗ tôi đang đứng đây là 200 m² của tầng 3 khu A. Ngoài ra thì còn có cái tranh cũng là bách điểu đây bằng gỗ gụ. Kích thước là cao 1 m, xem cái thước đoạn nào. Cái này kích thước thì tôi nhớ là nó dài nó cao hơn, nó cũng cao đó lại cái nào. Nó cao 1m13 nhân với dài đây là 2m17 đúng không? Thì cái tranh này là 55 triệu bằng gỗ gụ. Nó dày 5 phân đục tay và cũng bách điểu 100 con chim luôn. Bằng gỗ gụ bác nhé. Xin tạm biệt quý vị.